Thưa quý vị, công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam, Việt Nam Report vừa công bố danh sách 10 chủ đầu tư bất động sản, 10 nhà thầu xây dựng, 5 công ty tư vấn và môi giới bất động sản và 10 doanh nghiệp vật liệu xây dựng uy tín hàng đầu năm 2017. Theo báo cáo của Vietnam Report, những công ty có mặt trong các danh sách này đều có năng lực tài chính ổn định, có kinh nghiệm hoạt động trong ngành, thương hiệu được nhiều người tin tưởng và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn ngành bất động sản. Cụ thể, tập đoàn Vingroup đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín nhất năm 2017. Tiếp đến là Novaland, Địa ốc Sài Gòn Thương Tính, Hòa Bình, Him Lâm. Địa ốc Đức Xanh miền Bắc ở vị trí đầu bảng trong năm công ty tư vấn và môi giới bất động sản uy tín nhất năm 2017. Xếp sau là bất động sản thế kỷ, sau vào Việt Nam, địa ốc Kim Oanh, Khải Hoàng Lên. Top 10 doanh nghiệp vật liệu xây dựng uy tín năm 2017 lần lượt ghi nhận thép hòa phát, Villa Sera, vật liệu xây dựng hoa sen, đá thạch anh VCS, Aero window Đồng Tâm, vân vân. Trong danh sách 10 nhà đầu tư xây dựng uy tín nhất năm 2017, Cotecon xếp đầu bảng, tiếp đến là địa ốc Hòa Bình, Unicorn, UDIC, Phục Hưng Holdings. Khảo sát của Vietnam Report cũng cho thấy doanh nghiệp trong ngành đang có cái nhìn lạc quan về triển vọng thị trường năm 2017. Phần lớn doanh nghiệp đánh giá hoạt động đầu tư và kinh doanh trong thời gian tới đây tiếp tục khởi sắc. Với các doanh nghiệp nhóm xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng, 71,4% số doanh nghiệp đánh giá nhu cầu xây dựng nhà ở, công trình dân dụng trong năm 2017 sẽ tăng lên.